mừng tuổi nào. Ôi trời ơi, cầu thiệt. Không được. Thâu để... Đây là thâu để gửi lại cho anh. Thâu gửi lại theo bà nào gửi lại thì... Mày đi, mày lên. Mấy lúc này là ngoại đã mong mà bữa nay nó là có hả? À, con đi làm đúng không? Mày làm sao chứ không chị? Nếu nào đem nó có hai con gà ngon bán thì còn muốn có tiền mua bán thì thành lợi nhiều. Cái gì nữa chứ còn tiền đâu mua bán. Anh nó anh nó hời thử em. Không biết mấy mà con còn đâu không có. Con có nậu còn con heo không hả? Chứ bò trong núi vậy chị không biết còn con mong đồ giấu núi kỹ quá chịu rồi. Thì heo ngoài chuồng thì cũng không thấy con mới biết giấu đâu hết trơn nè. Còn mấy con gà đâu không biết rồi. Thì nậu phải cho rồi mới có đủ đủ tiền mua bé. Thì cũng có cái gợp ăn ít thì cũng được chứ. Ít là mấy? Ít rồi còn hai đàn heo con này. Con chồng nữa. Không. Chào bà nội. Bà nội khỏe không? Bà nội nhớ ai ha? Nhớ hồi có công không không được như hồi đó. Không được như hồi mô. Nhờ gồng công bữa nay bà nội mập ghê rồi. Bữa nay bà nội mập phải không? Vui không bà nội thấy vui không? Dạ con chào mấy chú. Thấy gì cũng mừng. Mừng nha. Dạ cho anh năm mới. Dạ họ nuôi trên mình. Dạ họ khen trên mình. Họ khen trên mình nè. Ở mình á. Họ khen ra. Dạ. Họ khen đám bà nội. Không. Khen là đây dung những đồ đó. À đó hả. Đây những đồ đó trong đây. Chờ con chở bà nội đi chơi vậy. Dạ, chào anh. Đâu. Rang. Bà nội có khỏe không? Cũng đỡ là răng con nè. Bà nội ngồi đó đi. Nội ngồi con rót nước cho. Bà nội ngồi đó. Bà nội ngồi đây đấy. Đi ngồi đây ngồi đó. Ngồi ngồi rồi con rót nước cho bà nội nghe. Không được. Chào con. Dạ dạ. Lâu lắm rồi nội. Rồi là con hay lên nhà bác Tám thì hai thu rồi là chơi gặp bà nội mà. Rồi là bà nội đi lên đi xuống rồi bà nội ăn trầu á. Bà nội nó khỏe lắm. Đi ba lầu luôn. Không xi nhê luôn. Nội nhớ không? Cái nội hỏi con là làm mi con ai đây á, nội nhớ không? Gật đầu à. Nhớ à. Nội nhớ không? Trời ơi. Chứ nó nội có nhớ anh Tám trước không? Mình nội nhớ anh Tám trước không? Không. Nhớ ông nội? Không có. Cái chị Hai Thu. Ừ hà. Ừ. Có mới nói nha. Có. Dạ.
người không không có thăm mà mà con hỏi nội nội nhớ anh Tám trước chị Hai Thu đúng không? Okay. Nhớ không? Nội nhớ không? Nội đang ở nhà anh Tám trước chị Hai Thu luôn đây. Có cả. Có chớ à? Đúng rồi. Nội mau khỏe khỏe leo lầu nha. Cái nhà chầu nữa nghe, nhớ nghe. Trời ơi, dạ trời ơi. Dạ. Dạ. Mà la vô cho con. Hút nhiều quá. Chú ăn đi, đi ra ngồi hút rồi. Nè. Nè. Cho con hôn một cái không? Cho này. Không có. Thế con hôn một cái này. Cảm ơn nè. Thế nợ. Cái gì? Mới về kìa. Sao xuống? Cho về không nợ? Về cho không? Về không? Cho về không? Cho hay không? Này. Không à. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đâu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru. Đường đời sương gió mịt mù, vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dòng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cô lặn lội sớm mai phai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sao biết xa xao, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiếm giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau người gánh chính là con. Thank you.
lần cả đời mẹ đã tao tận gánh con cho ngang gánh mẹ đấu non cả lòng mẹ đã gánh con biến trời ngày xưa mẹ gánh à ơi con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời sương gió mịt mù vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan để con gánh mẹ đừng can sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai cho con gánh cả tháng dài gánh qua năm dòng những ngày đắng cay cho con gánh cả đôi vai thân còn lặn lội sớm mai vai gầy mẹ già là sắp xa cây lỡ đống lá rụng tội nành gánh sao mẹ ơi sao mi em sát sao con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con mẹ ơi sao biến xa xao con sao gánh hết công lao một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiếu giữa trời bao la cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con cho con gánh lại mẹ già để sau người gánh chính là con.
kính bà con đại biểu làng thôn Phú Tùng, kính thưa ban tang lễ, kính thưa ban tổ chức lễ tang, kính thưa bà con nội ngoại con cháu gần xa của cụ bà Lâm Thị Thắng. Đến giờ này các cháu bà con chuẩn bị đứng trước lên sàn để làm lễ tâm niệm cụ bà. Dạ xin lỗi ban tổ chức, xin đính chính lại là sau lễ khai sơn tại mộ về mới nhập bán, công giáo mới tập trung. Xin thông báo lại để công giáo chuẩn bị của vị này. Xin chân thành cảm ơn. Và gia đình cũng mời tất cả những bà con thân thiện của bà cô, của bà ở đây hôm nay.